MS Anh Dragon, thì SK Bùi Việt lên đó chị. Em phải farm nhé mọi người. The enemy Dark Slayer has been summoned. AD có cái kiếm phân điên mới bắn được. Game này pick up hơi khó bắn gặp Mina. Nguyễn Thu Hương 75. Ui đau thế mọi người ơi, các con sẽ dạng mít này. Ôi hết máu về đây bỏ trụ. Anh em lên đấm nhau tí tí tát ở trên kia. Thằng gấu với con bướm nó đẩy gần hết nhà luôn rồi, nó đẩy đến nhà luôn rồi. Quân, lỗi. Đẩy nát nhà rồi trời ơi. Hoàng Luân 75. Anh Nguyễn, thay vì phẫn nộ thì thương thương đi. Đúng rồi. Ai đi spam phẫn nộ ở kênh mình thế này. Mở chơi game. Mình mới 10 phút mà tan cảnh rồi hả? Thua tiền đi farm đi. Trời ơi. MS Anh Dragon nhốt cái TSK phẫn nộ vô cùng đi chị. Không comment, không biết nhốt được cái gì. Chị úi gì, ông chết mấy mạng xèm vãi, ông AD lên cao tít. Lúc support đi ra mid rồi còn lên cao. Hàng Meli, chị Mây phải chơi ép mới gánh tin được. Có bạn ơi. Bạn kia bạn ấy xin AD đấy bạn. Sao lại kéo nó vào. Anh Trung 75. Cả team chết hết rồi, vãi trưởng team chơi chán thế. Cả Sinade chán thật. Nguyễn Vũ, tổng cái lên. Thôi chơi thế thì đừng có tranh AD của Mây. Nhìn đánh AD thì mà đầu game toàn tướng lên cao để chết mấy mạng xèm mãi. Lúc support nó di chuyển, à lúc mà Omen nó di chuyển ra mid thì AD đứng ôm trụ một farm đi. Lao lên toàn chết rồi. Anh Nguyễn, thay vì ôm lót thì chị nên ôm em. Game mới mọi người ạ. 219793 ở nhà. Làm lại. Làm lại con game này cho Mây Mây. Đây Mây Mây làm mẫu trận đánh trận Cafeni rồi nè. Gặp con Mina chỉ có lúc mấy level đầu bị khó bắn thôi, xong lên được cái kiếm phân điên là bắn tốt mà. Em Mây chơi Cafeni cho xem. NS Anh Dragon chơi Elso đi chị. Ê, chơi Cafeni trận. Lo lắng cho team. Chơi AD là phải lo lắng được. Mất sư luôn cái chuỗi win của Mây. Bản AD không chắc thì đừng có giành với Mây. Mây AD cho dễ chơi, game nó dễ win hơn á.